Thưa quý vị, trở lại là phần tin Việt Nam và bản tin sau đây cho hay. Cộng sản Việt Nam nỗ lực sửa chữa sau cảnh cáo về hành vi bất chấp về đánh bắt về hải sản trái phép của Liên Âu. Phần tin chi tiết Kim Nhung gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, ngư dân Việt Nam hiện đang sử dụng tàu thuyền được trang bị thiết bị theo dõi cũng như hệ thống ghi nhật ký khai thác thủy sản cải tiến hơn để di chuyển trên các vùng biển trong một nỗ lực nhằm xóa bỏ hình phạt do Liên minh châu Âu áp đặt đối với hành vi đánh bắt trái phép của Việt Nam và đồng thời chung tay vào các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự suy giảm của sinh vật biển trên thế giới. Các biện pháp theo dõi và hình phạt mới là một phần của chính dịch đàn áp nạn bắt hải sản trái phép do Liên Âu đưa ra với Việt Nam vào năm 2017. Cáo buộc nước này đánh bắt hải sản quá mức khuyến cáo này có tên gọi chính thức là thẻ vàng thủy sản, được đưa ra nhằm yêu cầu Việt Nam không được khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Việt Nam hy vọng sẽ gỡ bỏ thẻ vàng này trong năm nay, chấm dứt sự giám sát tăng cường đã đẩy doanh thu xuất cảng hải sản sang Liên minh châu Âu khoảng 36%, khoảng 320 triệu Mỹ Kim từ năm 2018 cho đến 2020. Tuy nhiên, dịch COVID-19 cũng làm trì hoãn chuyến thăm của các thanh tra liên Âu đến Việt Nam, khiến cho tình trạng này có nguy cơ kéo dài sang năm 2022. Dù có tiến triển ảm đạm, ngành đánh cá của Việt Nam vẫn được nhà cầm quyền lưu tâm vì tầm quan trọng của ngành đối với nền kinh tế. Thưa quý vị, một chiếc cầu 54 tỷ đồng chuẩn bị hoàn thành thì lại gãy rác xuống sông. Theo như tờ báo tuổi trẻ loan tin từ khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2021, thì cầu Cái Đôi Vàm thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau đập bất ngờ gãy nhịp cầu xuống sông và rớt xuống sông Cái Đôi Vàm. Theo tờ báo tuổi trẻ thì trụ chính của cầu đã bị lún sâu vào khoảng 4 mét và sập hai nhịp giữ, trong đó thì có một nhịp rơi xuống nước chắn ngang dòng sông Cái Đôi Vàm. May mắn thì sự việc không gây thiệt hại về nhân mạng mặc dù cầu đang trong quá trình xây dựng và chiếc tàu thuyền của người dân đang neo đậu ở phía dưới khá nhiều. Thưa quý vị, dự án cầu Cái Đôi Vàm khởi công vào năm 2020 với số vốn là 54 tỷ đồng lấy từ ngân sách nhà nước do bang cai quản dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau làm chủ đầu tư. Còn công ty cổ phần tập đoàn TPM trúng thầu thực hiện dự án này. Vào thời điểm cây cầu bị sập thì công trình đang tiến hành lắp lan can cầu để hoàn thiện dự án. Ông Hồ Hoàng Tất là giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay thì cơ quan đang phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đánh giá, giám định, tìm nguyên nhân của sự việc. Tiếp về Công an Cộng sản tại Sài Gòn đề nghị cần có quy định thu giữ tiền ảo để đổi thành tiền thật cho nhà cầm quyền. Thưa quý vị, theo như báo Thanh niên ngày 21 tháng 12 năm 2021 loan tin, tại hội nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và bảo đảm an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam do Bộ Công an Cộng sản tổ chức, ông Nguyễn Sĩ Quang, phó giám đốc Công an Cộng sản tại Sài Gòn đã yêu cầu, đã đề nghị liên ngành Trung ương Cộng sản cần có quy định về thu giữ, chuyển đổi tiền ảo trong các vụ án xảy ra trên không gian mạng để thu hồi tiền thật, tài sản thật cho nhà cầm quyền. Ông Quang cho rằng các hình thức đấu tranh với tội phạm khủng bố, rửa tiền trước đây thì nay đã lạc hậu, vì các tội phạm có thể chuyển hàng triệu Mỹ Kim dễ dàng thông qua tiền ảo và ví điện tử. Ông Phạm Tiên Phong, trưởng cơ quan phòng chống rửa tiền của ngân hàng của nhà cầm quyền cho biết, các đối tượng là người Việt Nam đã liên kết móc nối với các đối tượng ở ngoại quốc để lừa đảo với nhiều thủ đoạn như sau khi nhận được tiền của người bị hại các đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua bán tiền ảo trên các sàn giao dịch tiền ảo rồi rút tiền ở ngoại quốc ông phong nhận định tiền ảo là một loại hữu hiệu để tội phạm lợi dụng cho hoạt động rửa tiền tài trợ khủng bố để chuyển thành tiền sạch và tin số đây cho hay có nhiều thay đổi đáng kể trong bản đồ địa hạt bầu cử mới và đảng Dân Chủ có thể lợi thế hơn trong mùa bầu cử 2022. Theo hai tờ báo OC Register và Shores News Network vào tối hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 12 loan báo, Ủy ban tái bố trí địa hạt bầu cử cư dân California vừa công bố bản đồ địa hạt bầu cử mới với nhiều thay đổi đáng kể trong đó thì thay đổi quan trọng nhất đối với California là tiểu bang vàng sẽ mất đi một ghế trong quốc hội liên bang, từ 53 ghế xuống còn 52 ghế. Đây là kết quả của kỳ thống kê dân số census 2020. Hai địa hạt được gom lại thành một đó là địa hạt 47 của dân biểu Alan Lowenthal và địa hạt 40 của nữ dân biểu Lucy Roybal-Allard. Cả hai đều tuyên bố sẽ không ra tái ứng cử trong năm 2022. Ngoài ra thì một trong những thay đổi đáng chú ý là tiếng nói của cử tri gốc Việt tại quận Cam cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi mà lưu vực của Little Sài Gòn và những thành phố đông cư dân gốc Việt như là Fountain Valley, Westminster, Garden Grove, Staten, Cypress sẽ thuộc địa hạt mới 45. Bên cạnh đó thì đối với cuộc bầu cử dân biểu liên bang giữa kỳ vào năm 2022, -2022 thì đảng Dân Chủ cũng đã được cho là hưởng lợi thế từ bản đồ địa hạt mới Dân biểu Cộng hòa Mike Kassia, địa hạt cũ 25 cho rằng, Ủy ban tái bố trí địa hạt bầu cử không làm việc một cách công bằng, thay vào đó thì tạo sự an toàn cho nhiều dân biểu đương nhiệm của đảng Dân Chủ và đồng thời đẩy năm vị trí của dân biểu Cộng hòa vào thế khó khăn hơn. Trong đó thì có hai nữ dân biểu gốc hàng là bà Michelle Steele và John Kim với bản đồ địa hạt mới như hiện nay, thì các vị trí ứng cử viên dự trù sẽ có nhiều thay đổi trong đầu năm mới và kể cả khi mà hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa. Tiếp theo đây là bản tin liên quan đến dân biểu Janet Nguyễn tranh cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang, đại diện cho khu vực ven biển mới thuộc quận Cam. Thưa quý vị, bà Janet Nguyễn, dân biểu tiểu bang California ngày hôm thứ Ba 21 tháng 12, Thông báo là sẽ tham gia tranh cử vị trí thượng nghị sĩ tiểu bang đại diện cho khu vực ven biển mới của quận Cam, bao gồm cả khu Lido Sài Gòn. Đây là sự xáo trộn chính trị mới nhất diễn ra một ngày sau khi ủy ban tái bố trí địa hạt bầu cử cư dân California phê duyệt các bản đồ địa hạt bầu cử mới. Dân biểu Janet Nguyễn hiện đang đại diện cho địa hạt ở phía tây bắc quận Cam, từ khu vực Garden Grove ở phía tây đến Seal Beach và từ Los Alamitos ở phía nam đến Huntington Beach. Nhưng theo bản đầu mới được thông qua ngày hôm thứ Hai, khu vực mà bà Janet Nguyễn đang đại diện rơi vào khu vực ven biển, nơi bà sẽ phải đối đầu với đương kim dân biểu đảng Dân Chủ Corti Petrinoris trong cuộc bầu cử năm sau. Dựa trên dữ kiện thống kê dân số gần đây từ khu vực 36, dành cho vị trí Thượng nghị sĩ tiểu bang đã được vẽ lại, trải dài từ San Clemente đến Sea và khu vực nội thành bao gồm khu Lido Sài Gòn. Khu vực này hiện tại không có người đại diện và đang bỏ trống, do đó dân biểu Janet Nguyễn quyết định đứng ra tranh cử để đại diện cho khu vực này với lời hứa bảo vệ người nộp thuế, tăng cường an toàn công cộng và cải thiện môi trường kinh doanh. Bà Janet Nguyễn là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên, nắm giữ các chức vụ cao cấp trong bộ máy chính quyền địa phương cũng như là tiểu bang. Bà từng là thành viên hội đồng thành phố Garden Grove vào năm 2004, đắc cử chiếc giám sát viên quận cam 2007 và trở thành thượng nghị sĩ tiểu bang năm 2014. Một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin tức ở nơi đây, đây. Khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Boston cũng như từ New York. Mời quý vị nhớ đón theo dõi.